Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài, em đến từ Lai Châu ạ. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một số mẫu dao đi rừng chặt củi, chuẩn thương hiệu dao Phúc Sen, lưỡi rèn thủ công bằng nhíp y pha của Đức, cán gỗ cẩm chỉ ạ. Chốt bằng đinh đồng đỏ chắc chắn, bền đẹp các bác nhé. Các bác mà ưng ý sản phẩm nào thì cứ gọi theo số ở trên màn hình ạ. Và em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết luôn. Và các bác yên tâm, dao sẽ bảo hành, đổi dao mới trong vòng 7 ngày và sửa dao miễn phí 1 năm ạ. Và mã số 43 này là một con dao mèo phong thủy chuyên thái gọt hoa quả em còn sót kho. Thì con này em sẽ thanh lý còn 150 bao ship các bác nhé. Lưỡi dài là 20 phân. Độ dày sống dao là 3 ly chuyên thái gọt hoa quả có kèm vỏ đánh hoa văn như thế này. Rất đẹp luôn, 150 một cây bao ship. Màu vàng, mã 43. Tiếp theo mã là một cây dao tông chặt củi size 30, dày 5 ly. Cây này các bác phang củi, phang xương đều được. Mã số 37 giúp em nhé. Giá 350 giảm còn 280 bao ship ạ. Tiếp tục 350 giảm còn 280 bao ship là một con tông chặt củi cán ốp phun tang. Bác nào chốt thì chốt cây mã số 3 này ạ, tông chặt củi cán ốp phun tang ạ. Tiếp theo là một con Curry nhíp xe, mã số 19 ạ, Curry nhíp xe đánh chống dính hai bên dày 5 ly. Cây này 450 thanh lý 300. Giá rất hời luôn các bác nhé, thanh lý 300 mã hàng số 19 ạ. Mã hàng số 19 thanh lý 300. Mã hàng số 33 Curry 30 thép trắng không gỉ, dày 5 ly, chặt củi, chặt cây, chặt xương thoải mái luôn. 450 thanh lý, 350, một cặp Curry là 650 các bác nhé. 650 là các bác sở hữu một cặp Curry đẹp nét như hình ạ. Tiếp đến mã hàng số 4 là một con dao mini size lưỡi 16 phân, cán 12 phân. Cây này là 200, em sẽ thanh lý còn 160 bao ship ạ. Tiếp tục là dao mèo 20 phân, có chắn, cán trúc, cán cẩm chỉ, khía vân trúc. Cây này 230 ạ. 230.000, bác nào mà chốt thì chốt mèo 20, cán trúc 230. Tiếp tục mã hàng số 39 ạ. Mèo 25, lưng gù mũi hách, dày là 7 ly, mỏng dần về mũi. Cây này là 280, bao ship mã hàng số 39 ạ. Tiếp theo, lưỡi dài 28 phân, độ dày là 7 ly, mỏng dần với mũi. Cây này 280, em sẽ giảm giá duy nhất, còn cây này giảm 230. Bác nào chốt đơn, chốt cây giảm 230, mã 31 ạ. Tiếp đến mèo 25 cán ốp phun tang, cây này là 280.000 ạ. Chốt 5 đinh đồng đỏ chắc chắn như vậy, 280. Mèo 30 phân cán ốp phun tang, dày 7 ly, mỏng dần về mũi. Bác nào chốt mèo 30 cán ốp phun tang, 330.000 một cây. Tiếp theo đến mèo kiểu nhọn, mèo cách tân 30 phân, dày 5 ly. Bác nào chốt đơn giảm giá 330 còn 280 ạ. Tiếp theo mã số 32 là một cây phát hoang size 30, dày là 5 ly, chặt củi chặt cây thoải mái, băm chặt thoải mái các bác nhé. Đi rừng phang củi là quá tuyệt luôn. Cây này 380 giảm còn 330 bao ship. Mã số 13 cuối cùng, cây này sẽ thanh lý rẻ đấy ạ. Tông chặt củi size 35, dày 4 ly ạ. Bác nào chốt cây này 200, thanh lý 160 đi ạ. Đó, thanh lý rất rẻ luôn. Và các bác cứ ngắm ưng ý sản phẩm nào thì alo trực tiếp cho em để chốt đơn nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian xem video ạ. Ưng ý sản phẩm nào thì các bác nhanh tay gọi cho em Hoài để chốt đơn nhé. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ.